Năm 1969 sau Công Nguyên, Khang Hy bày kế bắt Ngao Bái chính thức tham chính. Chúc nã loạn đảng, lập lời thề diệt hết phe cánh. Bao liên giáo rục rịch hành động, cục diện hết sức căng thẳng. Bạch Liên hạ phàm, rung chuyển càng khôn. Thánh nữ giáng lâm, Nhật Nguyệt sống lại. Từ hàng phổ độ. Thiếu Lâm tự Tuyền Châu. Sư đệ. Sư huynh. Sư huynh. Chỉ cần nói ra tung tích của phản tặc Thái Cửu Nghi, hôm nay ta sẽ cho người chết thoải mái. Tránh ra hết cho ta. Thế Ngọc không sao chứ? Sư huynh, có nội gián bỏ độc xuống giếng ám toán Thiếu Lâm. Hồng Hy Quang, ngươi tự chui đầu vào lưới, hôm nay ngươi có một cánh cũng khó bay. Lên cho ta. Hồng Hy Quang, yêu nữ ma môn. Sư phụ, đừng rời xa đồ nhi. Chưa hoàn thành được dương nguyện của sư phụ, không được khóc. Từ hàng phổ độ. Sư phụ, sư phụ, đồ nhi tới muộn rồi. Sư phụ, người đừng đi mà. Sư đệ Du Phi, đệ vẫn còn sống. Bọn đệ đánh nhau với quan binh, đệ liều chết cứu sư phụ. Không ngờ nay chỉ còn lại ba người chúng ta. Sư phụ có tâm nguyện gì chưa được hoàn thành? Sư phụ muốn giao bản đồ kho báu cho Thiên Địa Hội ở Quảng Đông. Thiên Ngọc, cẩn thận. Chính là ngươi hạ độc. Đúng thế thì sao? Ngươi là kẻ phản bội. Lão trọc đầu chí thiện này trơ mắt nhìn Thiếu Lâm bị san thành bình địa mà cũng không xuất hiện, vậy mà lại có thể đưa bản đồ kho báu cho ngươi. Đồ khốn kiếp khi sư diệt tổ. Giành được bản đồ kho báu, đổi lấy vinh hoa phú quý, cũng được xem như là sư phụ lót đường tương lai cho các đồ đệ. Để xem ngươi có bản lĩnh này không. Thiên Ngọc, nhận lấy. Thế Ngọc, yeah.
Sư huynh, công pháp Thiếu Lâm bị ngươi dùng vào việc vô liêm sỉ thế này, ngươi có còn là người không? Chỉ cần giết được người, công pháp gì cũng chẳng quan tâm. Rốt cuộc ngươi đã theo phe phái tổ chức nào? Ngươi trúng độc của ta rồi, để xem ngươi cầm cự được bao lâu. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đi chết đi. Sư huynh, ta là sư đệ của huynh mà, không có sư đệ như ngươi. Sư huynh, cẩn thận. Thiến Ngọc, sư phụ sao rồi? Sư phụ bị trọng thương, để giấu sư phụ đi rồi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, đồ nhi tới muộn rồi. Ta đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay. Thái Cửu Nghi pháp hiệu Chí Thiện, triều đình quyết tẩy Thiếu Lâm, chính là vì kho báu cuối cùng của Sấm Dương. Sư phụ, sư phụ, giao bản đồ cho Phân Đà Thiên Địa Hội ở Quảng Đông. Thiếu Lâm đại nạn bắt nguồn từ ta. Đi đi. Huynh đệ đồng lòng, chân thành thật tâm. Bạch Liên hạ phàm, rung chuyển càng khôn. Thánh nữ giáng lâm, nhật nguyệt sống lại. Thánh đàn bí mật của Bạch Liên giáo. Vào thánh môn của ta, nên hiểu đạo lý hy sinh vì nghĩa lớn. Cứ cắm chằm đi. Thống lĩnh đại nội thị vệ triều đình phong quân. Thánh nữ, làm bản quan khó tìm quá. Ngươi là ai? Đại nhân là trọng thần triều đình, còn không mau quỳ xuống. Thánh nữ đừng tức giận, ta muốn mạng của ngươi. Ngươi có chạy cũng không thoát. Càng khôn lay động, yêu nghiệt hoành hành. Thánh môn Bạch Liên, tái sinh nhật nguyệt. Một đám ô hợp. Hoàng thượng,
rất xem trọng tấm bản đồ kho báu này. Dám giành bản đồ kho báu với ta, nếu chúng ta đã có chung mục tiêu, có hợp tác hay không? Chỉ cần ngươi đồng ý nghe sự sai khiến của bản quan, ta không ngại hợp tác với yêu nữ nhà ngươi. Hỗn sự, thánh nữ, thành công rồi, vượt qua được rồi. Thành công rồi. Thánh nữ quả nhiên có vài thủ đoạn tốt. Có câu tục ngữ, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Ta nhận bổng lộc của vua, phải làm việc cho vua. Nếu ngươi nghe lời ta, ngươi nhận được không ít lợi ích đâu. Nói nghe xem. Chúng ta nhận được mật báo, Hồng Hy Quang đã đem bản đồ kho báu đến Quảng Đông. Bản đồ kho báu, ta tự nhiên sẽ phái người đi tìm. Không nhìn thấy bản đồ kho báu, ta sẽ khiến Bạch Liên giáo các ngươi biến mất khỏi nhân gian. Ta chờ tin vui của các ngươi. Hồng Hy Quang, chốc nã phản tặc triều đình. Phương Thế Ngọc, Hồng Hy Quang, treo thưởng 1.000 lượng bạc. 1.000 lượng bạc, cả đời này ta chưa nhìn thấy nhiều tiền như vậy bao giờ. Nhiều vậy, ngươi nói xem bắt được không? Bắt được không? Phản tặc đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng chẳng nhận ra ấy chứ. Bạc thưởng không dễ lấy đâu. Huynh đệ này nói xem, đúng không nào? Không bắt được, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Đúng, hai người này chắc chắn là kẻ ác vô cùng. Chúng ta không xử được đâu. Không xử được, không xử được. Khách quan, bánh bao của ngài đây, mời dùng. Sư huynh, phen này chúng ta nổi tiếng rồi. Sao thế? Không ngờ ta cũng đáng tiền đến vậy. Thế Ngọc, đệ bị sốt à? Đúng rồi sư huynh, lạnh quá. Bỏ xuống đi. Bị sốt không nhẹ đấy. Sư huynh, nổi tiếng thế này đáng sợ quá. Đại nhân, ta bị quan. Bớt nói nhảm đi, ta còn chưa ăn mà. Đi mau, đi mau đi, đi mau. Tiểu nhị, dân. Cảm ơn ông, cảm ơn ông. Đúng là người tốt. Thối quá đi. Đúng đó. Mùi gì vậy? Sư huynh, huynh trúng độc chưa khỏi. Sợ huynh lạnh, mặc lên nhé. Ta không lạnh. Ôi sư huynh, giờ chúng ta là người nổi tiếng, phải học cách khiêm tốn, ngụy trang chút mà. Quần áo này lấy đâu ra vậy? Mua bằng số bạc còn sót lại. Sư huynh, nhiều quan binh quá, miễn cưỡng dùng tạm đi. Ta không cần. Sư huynh, huynh quả nhiên là cao thủ, thế này mà cũng nhịn được. Giỏi quá. Sư huynh, theo manh mối sư phụ để lại, nơi này chắc là cứ điểm của Thiên Địa Hội. Xem ra đại quân triều đình trấn áp, Thiên Địa Hội đã trốn đến nơi khó phát hiện rồi. Ở này, bột nước son phấn đây, tới xem đi. Mua một bát đi khách quan. Sư huynh, làm sao đây? Huynh xem khắp nơi là quan binh. Đệ sợ à? Không phải ta sợ, ta lo cho vết thương của huynh mà. Coi như đệ có lương tâm. Ta không quan tâm. Dù sao trước khi sư phụ lâm chung đã giao ta cho huynh rồi. Sư huynh, huynh phải sống lâu trăm tuổi đấy. Ta còn mong huynh chăm sóc cho ta cả đời, che mưa chắn gió cho ta nữa. Sư huynh, huynh bị nội thương nghiêm trọng thế, không chết đấy chứ? Rốt cuộc lương tâm đệ cũng phát hiện rồi sao? Huynh đệ đồng lòng, chân thành thật tâm mà.
Đi. Sư huynh, không có bạc đi đâu cũng khó. Ta đói không đi nổi nữa rồi. Sư phụ chuẩn bị trước rồi. Trời ơi, kinh nghiệm đi đường của sư phụ phong phú quá. Không chỉ chuẩn bị mỗi bạc, đến cả đầu lót để thay cũng chuẩn bị sẵn rồi. Đi thôi, chúng ta đi tìm người liên lạc. Ồ, Hòa Khí xin may mắn. Phủ Ngô Chí Tính, Triệu Khánh, Quảng Đông. Lão gia, bên ngoài có hai tên ăn mày đem đến một bức thư, đòi gặp người. Sao thối vậy? Mau mời vào, chuẩn bị cơm. Vâng. Thái Cửu Nghi đại nhân ẩn mình ở Thiếu Lâm 20 năm, vẫn không trốn được kiếp này. Ngô đại nhân, ta và Thế Ngọc mặc dù không phải đệ tử Tục gia, nhưng tình cảm với sư phụ như tình gia con. Nay triều đình lại tróc nã hai người. Thái đại nhân, thuộc hạ Ngô Chí Tinh dập đầu trước đại nhân. Sư phụ ta cả đời trung nghĩa, mặc dù có đáng tiếc, nhưng không khúc mắc trong lòng. Thái đại nhân nay chẳng còn xương cốt. Ta... Ngô đại nhân, đừng quá đau buồn. Hiền chất đói rồi nhỉ, ăn trước đã. Cái này không biết Thái đại nhân có di nguyện gì không. Ta chắc chắn sẽ bất chấp gia nguy. Trước lúc lâm chung sư phụ không dặn dò gì. Nay hai chúng ta bị triều đình truy sát, hoàn cảnh khó khăn. Đúng rồi, ta đã đói đến mức ngực dán vào lưng rồi. Chỗ này nhiều người lắm tay mắt, để tránh liên lụy đến Ngô đại nhân, chúng ta xin phép cáo lui. Sư huynh, ăn no rồi hẳn đi cũng không muộn mà. Thế Ngọc, chúng ta đi. Ơ kìa, huynh ấy, nhiều đồ ngon thế này, dùng bữa rồi hẳn đi. Sư huynh, hai hiền chất à. Sư huynh, ta đói quá, thật sự không đi nổi nữa. Im miệng. Ra đi. Hiếm thấy ông không ra tay luôn ở nhà. Chắc là sợ đập hỏng đồ quan trọng trong nhà các ông. Dù sao cũng phải nể mặt Thái đại nhân chút chứ. Ta nói ngay mà, vừa rồi lẽ ra nên ăn no mới đúng. Đói thế này thì đánh nhau kiểu gì. Ngô đại nhân, ông sốt ruột quá rồi. Sư huynh ta là đệ tử thân truyền của sư phụ. Bản lĩnh lớn nhất chính là phân biệt cẩu tặc. Mồm miệng nhanh nhẩu. Cha cha, sư huynh, huynh mau xem kìa, chó sốt ruột rồi. Hôm nay ngươi buộc phải nộp bản đồ kho báu ra đây. Sư huynh, chó sủa kìa. Ngươi lại sủa nữa. Ngươi mắng ai? Thế Ngọc, bảo vệ bản đồ kho báu. Sư huynh, đã nói là huynh đệ chân thành thật tâm mà. Huynh chơi ta à? Công phu giỏi lắm. Hiền chất, triều đình đang cần dùng người. Ngươi nghĩ kỹ đi. Lại là một kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy. Ngươi muốn chết à? Đánh chết ngươi. Đánh ta đi. Quyền cước đủ nhanh nhẹn,
Tiếc là học hỗn tạp quá. Cho người nếm thử thương bạc của ta, cho người biết sự lợi hại của Nam Quyền. Sư huynh, chạy là thượng sách, vinh hoa phú quý không cần, lại cứ học lão lừa già trọc đầu ấy. Hồng Hy Quang, đừng chạy. Muốn bản đồ kho báu, cho ngươi. Thế Ngọc, chạy mau. Bản đồ kho báu. Tiểu tử, dám chơi ta. Đuổi theo. Các người làm gì thế? Cha, mẹ. Cha, mẹ. Tại sao lại giết người? Hồng Hy Quang, đắc tội quá nhiều người rồi phải không? Vì lợi ích mà có thể giết người vô tội một cách bừa bãi. Ta liều mạng với ngươi. Đừng 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 mà, cô nương cô nương. Hôm nay ta nhất định phải lấy được bản đồ kho báu. Xông lên cho ta. Yêu quái phương nào mà dám phá hỏng chuyện lớn của triều đình ta? Cấm miệng. Du Phi, ngươi vẫn chưa chết sao? Hồng Hy Quang, ta chịu mọi khổ đau tại địa ngục vô gián, bây giờ thay da đổi thịt, chính là muốn ngươi phải chết. Ngươi gây hại cho Thiếu Lâm Tự, hại chết sư phụ, hôm nay biến thành quỷ la sát, cũng là báo ứng thôi. Vậy ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục. Lẽ nào đây chính là bình đồng gia sắc trong truyền thuyết? Thế này còn đánh thế nào được? Xông lên cho ta. Thiên ngoại phi ngư. Một đám giá áo túi cơm. Hồng Hy Quang, biết sự lợi hại của ta rồi chứ? Sư huynh, bỏ chạy là thượng sách. Mau đi thôi.
Đuổi theo. Hồng Hy Quang, tà ma ngoại đạo. Phong Quân đại nhân bảo ta thỉnh an ngươi. Hồng Hy Quang, ngươi không chạy được đâu. Cha, mẹ, nguy hiểm đó. Đừng quay lại đó, nguy hiểm lắm. Cô nương, gặp phải kiếp nạn này tuyệt đối không phải ý muốn của ta. Cô cứ yên tâm đi, sau này ta sẽ bảo vệ cô. Thế Ngọc, ta tên là Phương Thế Ngọc, đây là sư huynh của ta Hồng Hy Quang. Sau này cô cứ đi theo bọn ta đi. Đi thôi. Mà đi thôi, đi thôi. Từ Thế Đường. 3 tháng sau, dùng quê tại Quảng Đông. Đừng để lộ tiền tài ra bên ngoài. Cô đừng để kẻ trộm chọn làm mục tiêu đó. Nghe nói có một cặp mẹ và con gái, mọi người nói họ điên cuồng mất trí, đào 3 thước đất cũng phải tìm đồ ăn, làm mọi chuyện ác, qua ăn thịt người trong đám trộm cắp. Thủ đoạn hung ác, nơi họ đi qua đánh chó gà cũng không còn. Đúng đó, mấy hôm trước nhà Dương lão gia bị trộm, đến chum đựng gạo cũng bị cụm mất rồi. Đáng đời, Dương lão gia là một gian thương, cần điều bán thiếu lũng đoạn thị trường, vừa hay trút giận giúp chúng ta. Đúng thế. Cô nương không thoải mái chỗ nào? Đại phu, mấy hôm nay chân của ta hơi không thoải mái, khớp xương phần chân linh hoạt, không hề có gì khác thường. Đại phu, chắc là do ta đau sai chỗ rồi. Ta đau ở bụng dưới, phiền đại phu sờ lại thử xem. Không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy. Thế Ngọc, không đi bốc thuốc, cỏ đây làm gì vậy? Y quán của ta chuyên chữa trị vết thương xương khớp, các triệu chứng nội khoa, mời đến y quán Lý Gia ở góc đường. Hồng đại phu, phiền huynh tận tay giúp người ta đã thông kinh mạch một chút, có được không vậy? Được chứ. Bấm huyệt thừa khắp giúp bắt sáng, dựa vào huyệt thương trụ, huyệt hạ quan. Huyệt trung cực, huyệt thủy vân, huyệt thiên tông, huyệt thân trụ. Nếu ta có thể gả cho Hồng đại phu thì tốt rồi. Để gặp được Hồng đại phu, ta đã cố ý ngã gãy chân rồi. Bái phục. Khuyết, huyệt tích trung, huyệt đảm du, huyệt nội quan, huyệt túc tâm lý, huyệt bách lý, huyệt lương khâu, huyệt thừa sơn, huyệt thái khê, huyệt túc lâm, huyệt đại đôn, huyệt thân mạch. Đây là đại phu gì chứ? Đây là cầm thú mới đúng. Cô mắng ai đó? Đây là người tình trong mộng của ta đó. Ta xin lỗi, cô còn dám ăn nói lung tung, ta sẽ xé nát miệng cô. Xin lỗi, ta sai rồi. Thoải mái quá. Từ Thế Đường, chữa trị cải tử hoàn sinh. Hồng đại phu, đi 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 đi. Còn khám nữa là phải thu thêm phí đó. Đi 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 đi. Sư huynh, ta thấy y quán của chúng ta trực tiếp đổi tên thành Di Hồng Viện luôn cho rồi. Mùi son phấn này nồng nặc đến mức ta sắp không thở được rồi. Mục đích mở y quán, thứ nhất là để chăm sóc vết thương, thứ hai là để nghiên cứu điều kỳ diệu khi huyệt vị phát lực. Đệ cố chịu đựng đi. Được, ta biết rồi. Vậy mà thật sự là một đại phu tuấn tú. Cô nương, cô không thoải mái ở đâu à? Ta đến để bốc thuốc. Thế Ngọc, đi bốc thuốc. Ha!
nhìn ở khoảng cách gần càng đẹp trai hơn. Không xong rồi, không xong rồi. Cô bốc thuốc hay bốc người vậy? Công hiệu của đơn thuốc này quá mạnh. Kinh mạch bị tổn thương quan trọng là phải điều dưỡng. Hãy nhớ kỹ. À, ta biết rồi, Hồng đại phu. Nhân tâm, nhân đức. Thế Ngọc, Quynh từng nhìn thấy Hồng đại ca cười chưa? Chưa. Vậy tại sao Triều Đình lại muốn truy sát các Quynh vậy? Xem ra chúng ta đều có nỗi khổ bất đắc dĩ. Cha mẹ ta chết thảm dưới tay đám cẩu quan, nhưng ta lại không làm được gì cả. Tiểu Ngư, là ta và sư huynh làm liên lụy tới muội rồi. Nhưng mà Tiểu Ngư, muội cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ muội thật tốt. Thế Ngọc, huynh thật tốt. Thời tiết khô hanh, cẩn thận củi lửa. Thời tiết khô hanh, cẩn thận củi lửa. Có trộm, dám trộm đồ của ta, tiếp chiêu đi. Con gái là mẹ, mẹ già của con đây. Mẹ đến làm gì cho vướng tay vướng chân thế? Chuyện trộm cắp trong đêm này, chú trọng sự phối hợp giữa đồng bọn với nhau, như thế mới có thể dễ như trở bàn tay. Ôi chao mẹ à, lần này là một cao thủ. Con thế này là muốn tốt cho mẹ. Cao thủ mới có tính thử thách mà. Con nhìn xem, mẹ chuẩn bị cho con thứ gì này. Túi càng khôn vô địch, dùng hết hai tấm ga trải giường đó. Mẹ cũng xa xỉ quá đó. Sao tấm ga trải giường này nhìn quen thế nhỉ? Đây không phải là ga trải giường của con đấy chứ? Tinh mắt đó. Mẹ à, mẹ quá đáng đó. Ôi chao, đây không phải là gì chuẩn bị của hồi môn cho con sao? Trả giá thì sẽ được đền đáp. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Con nói mẹ nghe này, bạc ở ngay bên dưới. Vậy sao, mẹ xem thử nào. Mẹ đã nghe ngóng rồi. Hồng đại phu này chính là một tên yêu râu xanh, biết sử dụng yêu thuật, chuyên lừa gạt tiền bạc của các tiểu cô nương. Lần này ta phải thay trời hành đạo. Ôi chao bạc. Mẹ à, mẹ nhẫn tâm quá đó. Đến bóng lưng cũng đẹp trai như thế. Con gái, mau xuống đây đi. Đã nói là đồng bọn hợp tác gây án rồi mà. Con là đồ vô lương tâm. Muộn thế này rồi mà còn chưa ngủ. Không phải là đang nhớ mình đó chứ? Phát tài rồi. Để nữ tử ở lại qua đêm, quả nhiên là một tên yêu râu xanh, tức quá đi mất. Nhiều hàng cao cấp thế này, có thể bán được không ít tiền đâu. Lần này phát tài rồi. Sữa nâng ngực phương Tây, phấn nước trong cung, sát thủ của phụ nữ, người và thần linh đều căm phẫn. Quả nhiên là một tên yêu râu xanh. Lần này ta phải trừ hại cho dân, thay trời hành đạo. Quá ra là tên nhóc lúc ban ngày.
Món đồ lớn này nhất định đáng giá không ít tiền đâu. Nặng thế à? Lần sau đổi một cái túi to hơn rồi hãy đến đây. Mẹ à, thân hình của mẹ đẹp như này từ lúc nào vậy? Còn không cho chạm vào, ăn nhầm thuốc rồi à? Mà đưa đây, túi càng khôn của mẹ đi đâu mất rồi? Này mẹ ơi, mẹ đừng mơ tham lam một mình. Thế Ngọc, ôi chao, mau qua đây giúp đi, chúng ta phát tài rồi. Ôi, sao lại trở nên thon gọn thế này? Ăn thuốc thon gọn cơ thể gì đó à? Con chạy cái gì chứ? Cái đồ vô lương tâm. Mẹ, mẹ cũng quá đáng lắm đó. Mẹ định ăn mảnh hả? Đây là con biết thuộc phân thân à? Lần này là một cao thủ. Mau đi thôi, đi thôi. Người đâu rồi? Nếu đã đến rồi thì đừng đi. Đúng lúc y quán của ta đang thiếu hai người làm. Đẹp trai như thế không đi cũng được. Quay lại đây, cái đồ không có tiền đồ nhà con. Nhìn thấy người ta đẹp trai là không đi nổi. Sớm đã nghe nói Hồng đại phu ngươi khôi ngô tuấn tú, là sát thủ của nữ nhân quanh vùng này. Nghe tên không bằng gặp mặt, gặp mặt không bằng nghe tên. Đừng động thủ mà. Võ công giỏi đó, đúng lúc có thể mài dũa cây thương lớn của ta. Hồng đại phu, đừng mà. Là ta. Là cô. Bệnh nhân mà cô nói là bà ấy à? Vậy này là mẹ ta. Ngươi làm gì đó? Kinh mạch của chân trái tắc nghẽn, máu bầm ngưng tụ đã lâu, còn tiếp tục kéo dài. Hồng đại phu, ta biết y thuật của huynh cao siêu, cầu xin huynh hãy cứu lấy mẹ ta. Đừng nghe lời tên lang băm này. Mẹ đây là bệnh cũ thôi. Hồng đại phu, ta bằng lòng làm việc ở y quán để trả tiền. Cầu xin huynh đó. Ta rất có hứng thú với vết thương của mẹ cô. Ta sẽ thu nhận bệnh nhân này. Ngươi nói nhận là nhận à? Ta vẫn chưa đồng ý đâu. Mẹ à, đừng tưởng ngươi đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm. Sư huynh, sao vậy? Thế Ngọc, qua đây giúp một tay. Vâng. Các người định làm gì? Rốt cuộc định làm gì? Tình nhóc khốn kiếp, người như này là dạy dò người khác hay chữa bệnh thế? Rốt cuộc người có chút y đức nào không vậy? Bị thương nặng như thế còn dẫn công bừa bãi. Nếu còn không đã thông khí huyết, để gió độc xâm nhập vào cơ thể, chân trái nhất định sẽ tàn phế. Người dọa ai đó? Kim Túc thiếu âm thận bị chặn lại, nhất định là do cao nhân gây ra. Điều này cũng bị ngươi nhìn ra được. Mẹ, sao mẹ không nói gì với con vậy? Nỗi đau đớn của mẹ cô không phải điều người bình thường có thể chịu đựng được. Thế Ngọc, được. Huyệt Thiên Trụ, huyệt Bách Lao, huyệt Phong Trì, huyệt Á Môn. Hồng đại ca, ta nấu chút cháo hạt sen cho huynh này. Để đó đi. Hay là huynh uống lúc còn nóng đi, nếu không cháu sẽ nguội đó. Huyết mạch bị chặn lại, không biết được thứ tự phá giải, mãi mà không nghĩ được cách. Tiếc là ta cũng không tinh thông võ nghệ, không giúp được cho Hồng đại ca. Tiểu ngư có tâm sự à? Ta trơ mắt nhìn cha mẹ chết trước mặt ta.
Bây giờ ta không còn người thân nữa, chỉ có Hồng đại ca huynh thôi. Tiểu Ngư, Hồng đại ca, sau này ta chính là người của huynh rồi. Ta đi làm việc trước đây. Hồng đại ca, Hồng đại ca, đa tạ huynh. Mẹ cô có thể chịu được nỗi đau rốt xương, có nghị lực lớn, rất giỏi. Không biết là bà ấy vẫn luôn vất vả như thế. Ta sẽ nhanh chóng tìm ra phương pháp điều trị. Được. Sư huynh của ta đẹp trai chứ? Đẹp trai. Ta là muốn chữa bệnh cho mẹ ta thôi. Đến mẹ giờ cũng đưa đến rồi. Đúng là một cao thủ. Xem ra nhất định muốn có được sư huynh của ta rồi. Huynh nói linh tinh gì vậy? Ta ủng hộ cô. Ôi ôi ôi, mặt cũng đỏ rồi. Xem ra thật sự là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Huynh đừng nói lung tung. Ta nói cô nghe, cô phải tạo cơ hội tiếp cận sư huynh của ta mới được. Ta không phải người như thế đâu. Sư huynh của huynh thích ăn gì thế? Hồng đại phu, Tiểu Huệ, Hồng đại phu, sao huynh cứ nhíu chặt mày thế? Vết thương của mẹ cô, nơi kinh lạc ứ động, là do cao nhân dùng ám kình điểm huyệt làm trọng thương, không tìm được điểm mấu chốt để phát lực, e là khó tìm được cách giải quyết. Hay là ta dạy huynh phượng nhãn quyền nhé, có lẽ sẽ giúp được cho huynh đó. Truyền thụ võ thuật có quy tắc riêng, ta sợ phá hoại quy tắc. Không sao đâu, chỉ cần có thể chữa khỏi vết thương của mẹ ta, ta không quan tâm quy tắc gì đó đâu. Đây chính là phượng nhãn quyền của ta. Tiếp chiêu. Quyền pháp hay lắm. Ta chỉ học được chút râu ria thôi. Phượng nhãn quyền chân chính chi làm mổ cố định miết dùng lực, chú trọng sự được mất giữa khoảng cách nhỏ nhặt nhất. Thiên hạ rộng lớn, võ thuật kỳ lạ nhiều như sao trên trời. À đúng rồi, huynh nhất định không được nói chuyện này với mẹ ta. Ừ. Hồng đại phu, mổ cố định miết dùng lực. Hồng đại phu, ta muốn. Ta biết rồi. Đúng là một tên ngốc. Sơ đồ mạch nhâm, sơ đồ mạch đốc, sơ đồ kinh thủ thiếu dương tam tiêu. Cậu lại muốn làm gì? Châm cứu. Ôi cha con gái, cứu mẹ với.
Hồng Đại Phu thật lợi hại. Phượng Nhãn Quyền, các ngươi ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Ra ngoài cả đi, ta có lời muốn nói với Hồng Đại Phu. Con, trong lòng mẹ con tự biết. Hồng Đại Phu, con gái ta làm thuê giúp cho nhà cậu, chỉ mà cậu lại học trộm võ nghệ của nhà ta. Có phải điều này có chút trái đạo đức không? Tất cả những điều ta làm đều là để chữa trị cho vết thương ở chân bà. Ta không quan tâm cậu đã học được như thế nào. Tóm lại sau này không được dùng nữa. Thực ra cũng không muốn kéo cậu vào trong tranh chấp giang hồ. Từ biệt tại đây. Mẹ, mẹ nói cho con, tại sao chỉ có Phượng Nhãn Quyền mới có thể chữa được vết thương của mẹ? Hôm nay mẹ nhất định phải nói rõ cho con. Ôi chao, đúng là gia môn bất hạnh. Con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm. Mẹ, là con dạy Hồng Đại Phu Phượng Nhãn Quyền. Bởi vì con thích huynh ấy. Cái gì? Bá mẫu? Ai là bá mẫu của cậu? Đừng có vội vàng đòi kết thông gia như thế. Miếng thịt ta uổng công nuôi lớn sắp bị cậu ăn vét sạch sẽ rồi. Ta đã vào phải tiệm lừa gạt này của các cậu sao? Ta không muốn sống nữa. Mẹ, cha nó à, ta sống còn ý nghĩa gì chứ? Chẳng còn gì nữa rồi. Đủ rồi. Có mất mặt không hả? Sư huynh, huynh đừng có không chịu thừa nhận. Có phải là huynh cũng thích Tiểu Huệ không? Tới nay người liên lạc của Thiên Địa Hội còn chưa rõ tâm tích, vẫn chưa hoàn thành được lời giao phó của sư phụ. Ta không có hứng thú với chuyện tình cảm. Sư huynh, nhưng mà ta không muốn nhìn thấy huynh vất vả như vậy. Đây chính là lý do để muốn ta ở bên Tiểu Huệ sao? Đúng vậy. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Hay cho chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu? Khuê nữ nhà ta tốt như vậy, nó tỏ tình với cậu, cậu còn không bằng lòng. Sư huynh, ta còn có chút việc, mọi người nói chuyện đi nhé. Bá mẫu, cậu ấy à, giống hệt như con ma đã chết của nhà ta. Tướng mạo đẹp trai, võ công cũng rất được, con người cũng rất đơn thuần. Khuê nữ nhà ta ấy à, có thể gả cho cậu là phúc của nó. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Lâm Vạn Thải ta yêu cầu không cao. Chuyện xính lễ à thì miễn đi. Tới lúc đó tùy ý bày biện 80-100 mâm, mời hàng xóm láng giềng tới góp vui là được rồi. Con gái à, mẹ đã thay con đi cầu thân Hồng Đại Phu rồi. Cái gì? Ôi chao mẹ, mẹ nóng vội quá rồi. Con còn chưa chuẩn bị xong nữa. Con đã tỏ tình với người ta rồi, vậy còn muốn mẹ phải làm thế nào hả? Mẹ, đừng vui mừng quá sớm. Mặc dù chúng ta không can thiệp tới sự phân tranh trong giang hồ của đại phu giả này, nhưng con ấy đừng vội vàng bám lấy người ta. Sao mẹ biết huynh ấy là đại phu giả? Con nghĩ xem, võ công cậu ta cao như vậy, lại chạy tới thôn quê này để mở y quán. Cậu ta giấu được người khác, chứ đâu giấu được lão nương ta chắc. Không có gì giấu được mẹ cả. Còn phải nói, Hồng Đại Phu ẩn mình khỏi thế sự, thật là có dũng khí. Thiên Địa Hội anh hùng hảo hán tề tụ mới là uy chấn bốn phương. Hiện giờ thế cục hỗn loạn, anh hùng Thiên Địa Hội cùng hợp lại, nếu như Hồng sư phụ gia nhập, nhất định có thể đánh đầu thắng đó. Tiểu đệ tự thấy mình không có tài cán gì, không nhận nổi sự khen ngợi này của Di Hương chủ. Ấy, thái sư phụ chí khí hẳn còn đây.
Chúng ta nhất định kế thừa chí nguyện tiếp tục phấn đấu. Vừa hay thiên địa hội đang cần người, vẫn xin Hồng sư phụ đừng khước từ. Thứ lỗi cho tiểu đệ không thể nghe theo. Sự bất tiện này mong di hương chủ lượng thứ. Vậy thì từ từ bàn bạc. Nào, mời. Kính Hồng sư phụ. Di hương chủ nhanh như vậy đã tìm được tiểu đệ. Vậy thì chúng ta giao nhận sớm. Được. Bây giờ theo lời dặn của sư phụ để bản đồ kho báu giao cho thiên địa hội. Xin hãy nhận lấy. Di hương chủ, cáo từ. Đây chính là đạo tiếp khách của thiên địa hội các người sao? Đều là người trong nhà, hiểu lầm rồi. Hồng sư phụ, thiên địa hội thật lòng khao khát người tài. Đáng tiếc thiên địa hội đã không còn anh hùng nào nữa rồi. Dám bất kính với hương chủ Hồng Hiên Quang, ngươi đã uống rượu độc của ta, còn dám làm càn ngang ngược. Ta ghi nhớ lời sư phụ dặn, luôn luôn phải đề phòng kẻ tiểu nhân như ngươi. Rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt. Vậy mà ngươi lại có thể phá được phượng nhãn quyền của ta. Vết thương của Lâm Vạn Thải là do ngươi hại. Hồng Hy Quang, ngươi biết quá nhiều rồi. Không được để hắn sống sót rời khỏi đây. Thế nào rồi? Mẹ đã dạy toàn bộ quyền này cho con rồi. Sau này giữ lại làm hồi môn, biết chưa? Bá mẫu, ta sắp nướng xong đùi gà rồi. Có cả hương liệu bí mật của ta. Có muốn qua đây nếm thử không? Vẫn là tiểu tử cậu hiểu chuyện, biết điều hơn sư huynh của cậu nhiều. Mọi người mau đi đi. Có chuyện gì? Di Phong Lâm là người như thế nào? Di Phong Lâm, tên tiểu nhân đó, hắn là sư đệ của phu quân ta, Lý Tùy Phong. Năm đó hắn vì thèm muốn quyền phổ mà hại chết phu quân của ta. Chân của ta cũng là do hắn làm bị thương. Mẹ, sao mẹ không nói cho con những chuyện này? Đứa trẻ ngốc, không nói với con cũng là vì muốn tốt cho con. Hoàng hoàng tương báo biết tới khi nào đây? Hiện giờ Di Phong Lâm là hương chủ của thiên địa hội, giả tâm rất lớn. Ngựa bên trong nghe đây, các ngươi đã bị bao vây rồi. Mau chạy. Chạy. Chạy mau, nhanh. Nhanh lên. Hương chủ, có thể bọn chúng chạy bằng cửa sau rồi. Đuổi theo cho ta. Liên lạc với tất cả huynh đệ của thiên địa hội. Nhất định không được để Hồng Hy Quang chạy thoát. Rõ. Tổ tổng, cậu để hiền đệ tìm khổ thật đấy. Các người mau đi đi. Đây là chuyện nhà của ta. Hồng Hy Quang, ngươi muốn lội vào dòng nước đục của Lý gia sao? Đây cũng là chuyện nhà của ta. Con rể tốt, con gái ta không nhìn lầm cậu. Cậu đã dám đem một tấm bản đồ giả lừa ta, lại còn chỗ mũi vào chuyện của người khác. Vừa nhìn đã biết ngươi chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Sư huynh ta sao có thể đưa tấm bản đồ kho báu cho ngươi chứ? Hôm nay tính luôn cả nợ cũ lẫn mới, không ai trong các ngươi thoát được đâu. Hồng Hy Quang, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi. Thảm rồi, thảm rồi. Quỷ lớn quỷ nhỏ cùng tới rồi. Ngươi là người nào? Người của thiên địa hội đâu? Di Hương chủ, chỉ cần ngươi xử được Hồng Hy Quang, lấy lại được bản đồ kho báu, ta sẽ bảo đảm cho ngươi một đời vinh hoa phú quý. Ngươi làm cho thiên địa hội chướng khí mù mịt. Ngươi sao có thể xứng đáng với những huynh đệ đã chết của mình? Nỗi lòng vất vả của sư phụ đã bị hủy hoại trong tay kẻ bị ổi như ngươi. Ta sẽ lấy cái mạng chó nhà ngươi, Thế Ngọc. Di Phong Lâm, tên tiểu nhân ngươi kinh quyệt ở trong tay ta,
Có bản lĩnh qua đây mà lấy. Chịu chết đi. Người nào giết được Hồng Hy Quang, lấy lại được bản đồ kho báu, đều sẽ được trọng thưởng. Giết. Quyền pháp của phái Không Động, ngươi là ai? Ta lại không quan trọng. Nếu biết điều thì mau giao bản đồ kho báu ra. Ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Đừng hòng tự tìm đường chết. Sư huynh chết dưới đường quyền của ta, gân mạch đứt hết. Hôm nay tới lượt bà, trả mạng cho phu quân ta đi. Thế Ngọc, không sao chứ? Tiểu Ngư, tung vũ khí bí mật của ta lên. Được. Nếm thử hương liệu bí mật của ta đây. Chạy. Mẹ. Mẹ. Bá mẫu. Thế Ngọc. Đánh ra. Lũ phế vật các ngươi. Hồng Hy Quang, Bạch Liên xuất thế, rung chuyển càng khôn. Thánh nữ giáng xuống, ánh sáng xuất hiện. Một đám phế vật, không bắt được Hồng Hy Quang, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Phong đại nhân, ông không tin vào ánh sáng thì không sợ bị trời trách phạt sao? Lời nói yêu ma mê hoặc dân chúng. Thánh nữ Bạch Liên, rồi sẽ có một ngày ta vạch trần bộ mặt thật của cô. Di Hương chủ đang muốn đi đâu à? Nước sông không phạm nước giếng. Di Phong Lâm ta không có dính líu gì tới ngươi. Ngươi không muốn biết những người đó đều đã đi đâu rồi sao? Thiên địa hội, ngươi có thể làm chủ thiên địa hội, đều ở đây cả. Ta đường đường là một thống lĩnh đại nội thị vệ, còn có thể hợp tác với cả tà môn ngoại đạo. Loạn đảng nhỏ bé như thiên địa hội thì càng không đáng nói rồi. Người muốn thế nào? Ngoại trừ hợp tác với ta, ngươi còn lựa chọn khác sao? Sư huynh, thế nào rồi? Tâm mạch đứt hết, e là không qua nổi ải này rồi. Mẹ,
Mẹ sẽ khỏe lại có đúng không? Mẹ đừng dọa con. Mẹ đừng dọa con. Con gái, mẹ không thể ở bên con nữa rồi. Con phải chăm sóc tốt cho bản thân. Nhớ kỹ, không được đi báo thù. Hy Quang, nếu như ta có kiếp sau, ta không muốn bản thân là người trong giang hồ nữa. Ta giao cuốn Quyền Phổ cho cậu. Cái này xem như là của hồi môn của con gái ta. Cậu đừng chê. Ta giao nó cho cậu. Cậu phải thay ta chăm sóc. Chăm sóc tốt cho nó. Mẹ, mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ nhìn con đi. Sau này chuyện gì con cũng nghe theo mẹ. Con xin mẹ, mẹ tỉnh lại đi, được không? Con không sống những ngày tháng lén la lén lút đâu. Không có mẹ con biết làm sao đây. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ, mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ, mẹ, mẹ. Tiểu Huệ, sao thế? Hồng đại ca, giờ ta không còn gì cả. Huynh đừng rời xa ta có được không? Hồng đại ca, huynh đã chọn Tiểu Huệ tỷ tỷ rồi phải không? Không phải huynh từng hứa sẽ chăm sóc ta cả đời sao? Tiểu Ngư, ta vẫn luôn coi muội như muội muội. Ta và Tiểu Huệ tỷ tỷ đều giống nhau. Cha mẹ ta đều chết rồi. Ta không còn gì cả. Huynh nhẫn tâm bỏ rơi ta một mình không quan tâm đến sao? Tiểu Ngư, Hồng đại phu, huynh lừa ta. Tiểu Ngư, muội sao thế? Sao lại khóc rồi? Hồng đại ca, huynh ấy bắt nạt ta. Cái gì? Tiểu Ngư, ta làm chủ cho muội. Thế Ngọc, Thế Ngọc, mẹ, Hồng Hy Quang huynh ấy lừa con. Sau này con phải làm sao đây? Mẹ, con rất nhớ mẹ. Mẹ, mau bắt được một người, mau lên. Hồng Hy Quang, huynh chen vào cướp tình yêu của ta. Uổng công ta coi huynh là huynh đệ. Thế Ngọc, để nghe ta giải thích. Rõ ràng huynh đã có Tiểu Huệ rồi, tại sao còn giành Tiểu Ngư với ta? Thế Ngọc, Thế Ngọc, Hồng đại ca, hai người đừng đánh nhau nữa.
cây ngọc. Đệ không sao chứ? Hồng đại ca, không ổn rồi, có quan binh tới. Thánh nữ giá lâm. Thánh nữ, lấy được bản đồ kho báu, ta ghi công đầu cho cô. Phong quân đại nhân mưu kế hơn người, nhất định có thể đạt được những gì ông muốn. Thánh nữ, đúng là càng ngày càng biết ăn nói đó. Tiểu Ngư, ta hỏi muội, rốt cuộc sư huynh của ta có bắt nạt muội không? Thế Ngọc, ta... Quá ra tất cả trước giờ đều là mong muốn một phía của ta. Sắp chết đến nơi rồi mà còn huynh huynh muội muội. Thả hai vị cô nương này rời đi, ta sẽ đưa bản đồ kho báu cho ngươi. Hồng Hy Quan, ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Giết chết bọn ta, ngươi vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy bản đồ kho báu. Ngươi, ta thấy ngươi cũng không xuất ra được chiêu gì lợi hại. Thả ngươi, đi nhanh đi. Ta không đi. Muốn chết thì chết cùng nhau. Ta cũng không đi. Ta cũng không sợ chết. Đi nhanh đi. Đi đi. Các huynh cẩn thận. Đi đi. Đi. Thánh nữ, phải xem cô rồi. Hoa bạch liên nở, rung chuyển càn khôn. Huynh đệ đồng lòng, đối xử chân thành. Bản đồ kho báu đang ở trên người ta, muốn lấy thì đến mà lấy. Giết chết bọn chúng. Giết. Muội không sao chứ? Không sao, mà đi thôi. Di Phong Lâm, ngươi hại chết cha mẹ ta, bây giờ còn muốn làm yêu nhân ngoại đạo. Ta gia nhập vào Bạch Liên giáo cũng là bất đắc dĩ. Tiểu Ngư, muội đi trước đi. Đợi tỷ giết chết kẻ thù này, tỷ sẽ đi tìm Hồng đại ca. Muội mau đi đi. Đi nhanh đi. Đi. Đây là do ngươi tự tìm đường chết, không trách ta được. Yêu nghiệt, ta sẽ giết chết ngươi. Nha đầu ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình.
Quả nhiên võ công của ngươi mạnh hơn ta. Đây mới là dáng vẻ thật sự của Phượng Nhãn Quyền. Mẹ, cuối cùng con cũng báo thù được cho người rồi. Phong Quân đại nhân, Bình Tây Dương gia nhờ ta thỉnh an ngươi và hoàng thượng. Ngươi là người của Ngô Tam Quế. Phong Quân đại nhân, ngươi phản bội phái Không Động, đầu hàng triều đình, bôi nhọ thánh môn, đáng bị trời phạt. Yêu nữ, Thế Ngọc, đi mau thôi. Hồng Hy Quang, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Vì bản đồ kho báu, các ngươi giết người bừa bãi, khiến nhiều người vô tội chết oan uổng. Sư phụ bảo ta không nên báo thù, để tránh nghiệp quả quấn thân. Đáng tiếc, nếu không trải qua đại nạn này, cuối cùng không thể giải thoát. Đến đi. Hồng Hy Quang, hôm nay ngươi có chắp thêm cánh cũng không thoát được đâu. Ngươi đã bị lợi ích làm giấy bẩn đồ óc. Vinh hoa phú quý ai mà không muốn. Ngươi phản bội Thiếu Lâm tự, hôm nay ta sẽ thay Thiếu Lâm tự thanh lý môn hộ. Đừng qua đây. Nếu người bước qua, ta sẽ đốt bản đồ kho báu. Thế Ngọc, bản đồ kho báu của đệ là giả. Bản đồ thật đang ở chỗ ta. Hả? Dám lừa ta.
khi sư diệt tổ, bất trung bất nghĩa, ác quỷ quấn thân. Vĩnh viễn đầy xuống địa ngục. Ngươi đánh quyền gì vậy? Quyền mở thiên môn, quy chấn tám phương. Hồng quyền, ta giết chết ngươi, báo thù cho sư phụ. Sư phụ còn sống, cũng không muốn nhìn thấy cảnh này. Mục đích của người luyện võ chúng ta không phải để giết người. Sư huynh, tha thứ cho ta. Sư huynh, huynh lấy bản đồ giả lừa người. Đã nói là huynh đệ đồng lòng đối xử chân thành mà. Suýt chút nữa ta bị huynh hại chết rồi. Bản đồ vừa mới đốt, chắc không phải cũng là giả chứ? Giả đó. Ngay cả ta mà huynh cũng lừa, đây cũng quá đáng rồi. Nếu không sao chúng ta là huynh đệ được chứ? Sư huynh, huynh lại có thể cười. Chuyện này hiếm thấy thật đấy. Hồng Hy Quang, ngươi muốn cứu hai vị cô nương này thì hãy lấy bản đồ kho báu ra trao đổi. Ta đợi ngươi ở thánh đàn Bạch Liên. Hồng đại ca, huynh mau đi đi. Bạch Liên thiên môn trận, quán đổi sống chết, trấn áp yêu nghiệt. Ta có chính khí của thiên địa, ta sẽ phá hủy yêu trận này của ngươi trước. Hồng đại ca, cẩn thận. Yêu nữ, cậu không mau hiện thân. Hoa Bạch Liên nở, rung chuyển càn khôn. Thánh nữ giáng lâm, nhất thống giang hồ. Thánh nữ, ngươi đem tất cả mọi người chơi đùa trong lòng bàn tay mình. Ngươi mới chính là yêu nữ thật sự, tiểu ngư cô nương.
Không hổ danh là Hồng Hy Quang. Tìm một con rối biết nói tiếng bụng làm thế thân, cấu kết Ngô Tâm Quế, tập kích giết chết Phong Quân, ý đồ mong thiên hạ đại loạn. Ngươi tính toán mọi cách để ta và Thế Ngọc tin tưởng ngươi, chẳng qua chính là muốn có được bản đồ kho báu. Cha, mẹ. Phong Quân đại nhân bày mưu lập kế, nhất định đạt được điều mong muốn. Quá ra ngươi chính là thánh nữ Bạch Liên. Tiểu Huệ tỷ tỷ, tỷ quả thật là người có tâm địa tốt bụng. Ai là tỷ tỷ của ngươi chứ? Tình yêu nữ nhà ngươi. Ngươi đã ly gián tình nghĩa huynh đệ của ta và Thế Ngọc, ý đồ ngư ông đắc lợi. Ngươi thực sự cho rằng Thế Ngọc trọng tình nghĩa thì ngươi có thể tranh giành quyền lợi sao? Yêu nữ, hôm nay ta sẽ sang bằng nơi mà ngươi gọi là mật đàn, Hồng Hy Quang. Ngươi phỉ báng thần quy, lẽ nào không sợ ngũ lôi giáng vào người sao? Hồng đại ca, hạ thủ lưu tình. Hồng Hy Quang, nhất định có một ngày ta phải khiến ngươi trở thành thuộc hạ hộ pháp của ta. Ta thấy người không có cơ hội gì đâu. Tiểu Huệ, Hồng đại ca. Chúng ta đi thôi. Tổng đại chủ, đây là bản đồ kho báu, xin tổng đại chủ nhận lấy. Hy Quang, hay là ngươi ở lại giúp ta một tay đi. Ta đã không còn hứng thú với việc giang hồ phân tranh. Thế gian đại loạn, người chịu khổ đều là lê dân bá tánh. Hy Quang, tình nghĩa không gì sánh được. Có duyên sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Sư huynh, bây giờ chúng ta đi đâu? Tiễn đệ về nhà. Tiễn ta về nhà. Không cần đâu, võ nghệ của ta cao cường, có thể tự mình về. Dựa vào lời giao phó của sư phụ, ta phải tự mình hộ tống đệ về đến nhà bình an. Sư huynh, bản đồ kho báu lần trước giao ra có phải là thật không? Là thật. Thật sao? Chắc chắn là thật. Hai huynh phiền quá đi.